Chương trình này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1-855-990-9000, 1-855-990-9000 hoặc v247power.com. Công ty Dược Thảo Cảnh Thiên duy nhất tại miền Nam Cali, điện thoại 714-775-1069 hay 855-775-1069. Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345. Xbox, ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982. Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Cà Phê Sáng. Ngày hôm nay, sáng thứ 6 rồi, chúng tôi cùng có anh Kevin và anh Kiểm cùng với Tường Minh trong chương trình hôm nay. Mời quý vị thức dậy uống cà phê. Hôm nay đẹp trời lắm. Chào hai anh. Kính chào quý vị khán thính giả của Việt Radio TV. Chào anh Vũ Kiểm, chào Tường Minh. Một lần nữa Vũ Kiểm kính chào quý khán thính giả. Chào cửa hàng cà phê Tường Minh. Chào anh Kevin. Dạ, hồi sáng này anh... Gì rứa? Thì đó mới nói đó, thấy anh Lân vô ho quá, anh mới đưa test positive và anh ngồi gần anh không sợ hả? Không, thực tình mà nói bây giờ có anh người kiểm, mà... Anh bị... kiểm. Cô Tường Minh có đi test COVID mới biết mình có bào. Qua cô đổ từ qua cho cái này tôi không no, cần. No. Anh kiểm. No, em mà có bầu em không thể nào đổ thừa cho anh Kevin được hết á. Anh Kevin hai bạn. Cô bán cái mà cái vụ mà positive gì ở đây. Cái vụ này tôi không cần máy xay tiêu. Tôi với anh Quang Trương hồi sáng cũng đã có một phùa rồi. Đó, cái trò cá tháng tư này lừa được ai? Cô càng cà phê kia thì ở tuổi này làm sao bầu bì rượu được nữa. Ôi giời, nói gì vậy? Còn anh đó thì đã chích 4 mũi rồi, 5-6 mũi rồi, booster 2-3 vòng rồi. Bây giờ anh có positive, anh ngồi gần đây, anh ôm tôi cũng chả sợ, hơi đầu lo. Rồi ôm anh đó, ôm anh, ôm anh thì á, anh không sợ nhưng mà tôi sợ. Ủa? Cái đó là cái chuyện của anh. Chuyện của anh. Mày em cũng thấy sợ thiệt. Oh my god, cái nữa Friday là tháng 4 ngày 1 anh Vũ Kiểm bánh suối mình o mà anh mới ghê chứ. Ngay bắp lít ngay diễn được ngày... Cả thế giới họ biết anh Kiểm mà không được. Nothing impossible, anything is possible. Rồi. Chuyện gì không. Cũng có thể xảy ra được. Không. Bây giờ anh muốn mấy đứa, anh chịu chai sức bọt không? Anh muốn mấy đứa? Tôi nghĩ là cô không có đủ cái khả năng để mà có thêm nữa rồi. Anh muốn mấy đứa? Anh trả tiền đi, anh trả tiền nuôi đi, em để cho anh coi. Tại em nuôi không nổi thôi. Anh không có dám đẻ thôi anh ạ. À, khổ ghê vậy đó. À, ngày hôm nay thì không biết là quý vị thì hồi lúc mà ta trẻ trẻ khoái chơi cái trò cá tháng tư lắm. Không biết là bây giờ rồi có tí tuổi rồi có ai tham gia những cái trò chơi cá tháng tư trong cái ngày đầu tháng tư này hay không. Người ta nói là trong mấy ngày cá tháng tư này mình phải bắt được một con cá thì mới được. Từ sáng tới chiều mình phải đi rình làm sao đó để mình bắt được con. Rồi lừa được thì nó mới vui, còn không chưa lừa được ai thì nó có vui. Sáng... Bắt cá hay là bắt nguyên một con mắm? Bây giờ anh à. Người ta nói người Việt của mình có câu lựa cơm gắp mắm phải không bà anh Vũ Kiểm? Đúng rồi. Nói chừng quất được con mắm quá mặn. Mặn thì ăn nhiều cơm chứ có gì đâu. Ăn mặn thì uống nước. Dạ. Ừ. Mặn nó gì à? Mắm nó có cái ngon của mắm. Nhiều khi mà đi đâu mà hồi xưa mà đi qua đây mà không có mắm các anh thèm ngừng chết. Uống nước nhiều quá nó đỡ thừa là tại vì đời cha ăn mặn rồi con gắt nước à. Ai ngờ mình ăn phải mắm. Đó, nói về cái con mắm thì ngày hôm nay thì đẹp trời là ngày cá tháng tư nhưng mà chắc là cũng có một số những người thích tham gia làm những cái trò đùa cá tháng tư để chọc ghẹo bạn bè. Thì nếu mà quý vị muốn kể vài câu chuyện là mình bị lừa như thế nào trong ấn tượng nhất ở trong đời thì quý vị cũng có thể gọi vào. Nhưng mà chủ đề ngày hôm nay đã hứa ngày hôm qua rồi. Ngày hôm qua thì chúng ta có một cái chủ đề là phụ nữ có thích người đàn ông của mình xòe xòa, ăn mặc xòe xòa hay không, hay là thích gọi là mài râu nhẵn nhụi mà áo quần bảnh bao. Phần đông thì phụ nữ đều thấy thích là thôi, không có thích đàn ông mà láng quá,
anh Kevin, anh Vũ Kiểm cả hai hôm nay đều láng hết. Không. Dạ, mài râu nhẵn nhụi. Là giờ đang... nào việc đó thôi. Vũ Kiểm. Sự ngôn viên bắt buộc là phải chỉnh tề. Tôi không phải là chỉ trên show, cái đó là ngoài có, đời. Trước đây đã từng có những quý vị khán giả gọi vô cành sơn là tại sao cà phê sáng mình không có mặc áo dài nọ, mặc áo dài này nọ cho nó theo cái culture truyền của thống người Việt. À? Không, cái đó thống. Tôi thực tình tôi phản đối. Anh Vũ Kiểm, anh có bao giờ anh thấy quán cà phê ở ngoài kia, kể cả ở Việt Nam, có người nào mà mặc áo dài ra đó mà mỗi ngày không? Có anh. Anh không đi Cali hả? Cà phê lú đó, mặc áo dài đó. Cái đó là mấy cô ở trong đó, mấy cô phục vụ có mặc áo dài. Thế còn cái dân điếm cà phê mà mỗi ngày làm sao mà chỉnh tề đó được, chịu sao nổi. Để ra quán cà phê mà anh mặc suit để nọ mà cô mặc áo dài sao nói chuyện vui được. Cà phê lú ai mặc áo dài không nói chuyện vui được hả? Trời ơi. Cà phê lú không có cô nào mặc áo dài hết cả. Anh nói sao vậy? Không. Tôi chỉ thấy mặc bikini không à. Không có. Và ngực trần. Ở đây. Không, mà cà phê lú đó là cà phê lú bên Cali, chứ cà phê lú Bel Air thì không. Bel Air nhà quê vậy à? Không, Bel Air có tiệm khác. Bel Air có tiệm khác. Thì bên này cũng có cái tiệm chung tên thôi. Bữa rồi có đi đi ngay chỗ thứ mấy? Thứ bảy vừa rồi. Có đi chơi ở Blue Angel cà phê lú người ta tổ chức. Xong mà anh chủ cà phê lú anh cũng lên, anh cũng nói là cà phê lú là chuyên trị những anh ngu. cho nghĩa là sao, chuyên trị nghĩa là trị cho bớt ngu hả? Rồi đó, các anh bị lú lẫn. Khi mà lú lẫn thì bớt ngu. Thôi cao xa quá thôi. Ngày hôm nay thì hôm qua thì nhắc lại chút xíu về cái chuyện đó, thì có nhiều thính giả nói chứ sao nói đàn ông không có nói phụ nữ. Thì chia riêng ra một ngày để cho quý vị tham gia trong cái chương trình ngày hôm nay. Người ta nói là con gái, là sinh ra là con gái là đã điệu rồi. Gái nào mà không điệu. Nhưng mà có nhiều ông thì cũng thích lắm, nói là ôi tôi không thích, nhưng mà thật ra thì rất là thích con gái điệu nha quý vị. Không biết là hai anh của chúng ta đây, ba anh chúng ta đây có thích gái điệu không? Điệu vừa vừa thì ok, còn điệu rơi, điệu rớt thì nói thiệt đó, nhiều khi thứ nhất là nó tạo cho mình cái cảm giác bực mình, và thứ hai đó nó không có thật. Sao còn hả? Con gái, phụ nữ nói tức là female đó, nói chung thì đúng. Tại sao cái người ta gọi là phải đẹp, tức là phụ nữ con gái phải là đẹp. Cho nên anh Vũ Kiểm hay sao? Hai để coi năm 97 là coi như 24 năm rồi đúng không? Dạ. 24. Anh nói gần ốm mồ 25 năm. Lần đầu tiên gặp chị Y Lan. Đi show gặp chị Lan đó, trời. Chị Lan, chị điệu quá. Điệu rơi, điệu rơi. Dám nói thẳng vậy luôn hả? Ừ. Mình điếc mà đâu có sợ sướng. Không, cái đó là nói lên sự thật. Anh Vũ Kiểm. Thế chị nói sao? 24 năm trước. Xong nói lần đó, từ đó đến giờ đó mà mỗi lần mà gặp chị Y Lan á, đi show mà gặp chị Y Lan đi gặp ở đâu chị Lan kia nói sao bữa nay em thấy chị có điệu không. Bữa nào mà chị không điệu. Sao anh thấy cái điệu của đó giống như là cô Y Lan đó, cái điệu cái đó nó làm nên một cái tính cách của chị rồi, gắn liền với chị rồi, chị điều là chị điều như vậy. Trời trời vậy đó. Thích sức trời của chị rồi. Nhiều cái... ông lại thích cái mình ơi đó lắm luôn á. Yeah. Cái đó là diễn, tại vì cô ở trong cái thành phần là nghệ sĩ. Nghệ chấp sĩ nhận đó, được trên sân khấu cũng điều giống như cổ. Cô tạo ra cái bản sắc riêng như vậy để cho có một cái unique style, có một cái đó không phải là cái cá tính, mà cái đó là cái một trong những cái chiến lược, cái sự khôn ngoan mưu mô của một cái người nghệ sĩ muốn làm khác đời. Tôi dành quá mà trước khi anh Kevin thì tôi cũng đã từng ở Bel Air, ở Bosa 22 năm, đã từng quen và đã từng coi như là với cái người trước của tức là nói rõ hơn là Cường, cũng là tên Cường, con của chị Kiều Trinh đó. Kiều Trinh. Đó. Thì ở vũ trường Ritz với lại nhạc sĩ Ngọc Tránh, cuối tuần nào mà không gặp. Lúc đó tôi có là một cái vai phụ ở đó, tôi là bạn thân với lại Ngọc Châu con Ngọc Tránh. Nhiều khi nó bận đó, thì tôi chơi thế.
Cho nên nếu mà trên sân khấu thì ok, tạo cho mình một cái riêng biệt để gây sự chú ý ok. Nhưng mà bây giờ ở nhà thì giống như là đã chị vừa mới nói đó. Anh ơi, trời ơi nghe nó chịu cái đó là nhậu rồi. Cái đó là nhậu rồi. No, cái đó đâu có gọi là điệu. Cái đó là nhão. Tới cái độ đó, tới bởi tôi nói là điệu rơi điệu rớt. Tới cái độ mà bên Cali dạo đó đó, có một cái nhóm kịch sinh viên rất giỏi đặt tên là Club Onudo, không biết anh có nghe không? Nó diễn lại cái action, cái tác phong, cái hành động của ca sĩ Lan hát như thế nào. Và lúc đó một người cũng nổi tiếng nữa trong lĩnh vực chính trị là ông Tony Lâm. Quán Bún đó, là người đầu tiên Việt Nam là nghị viên của thành phố Westminster. Quán Bún Viễn Đông, bún cũng khá, tức là nổi tiếng lắm. Đang điệu mà tới qua tới bún sao? Không, nó diễn. Điệu như bún. Cái quán đó ngon này, tôi lợi dụng này, tôi quảng cáo cho Thanh Đan à. Y chang như là bún vịt mang Thanh Đan ở đó, không, nổi không, tiếng không, lắm. Anh không ke hả? Anh đi xa quá không? Anh đi xa quá. Không, tôi đang so sánh vậy thôi. Cái quan nhưng mà trọng trở đó, lại đó là tại cái quan vì... trọng đó là cổ mà có điệu như vậy là có khối anh ngồi cứ há hốc mồm ra mà xem rất là thích chứ không phải là không thích. Không, người ta nói tới thôi, tức là được cái sự chú ý, người ta bàn tán thôi, chứ còn thích thì tôi nghĩ chỉ có người nào bồ hoặc người tình của cô thích thôi. Yes, nó gây ra một cái sự bàn tán giống như mình nè. Tại sao cô đưa đề tài này lên? Là tại vì nó là một cái sự chú ý mà nó có hai cái thái cực, người binh kẻ trống, đúng chưa? Được người ta nói tới, cứ nhắc tới Ý Lan, thí dụ vậy, ôi cái cô ca sĩ này điệu lắm. Ngay chính ông Kè Vận nói là điệu lắm. Tức là được người ta nhắc tới, thấy không? Còn cái thích hay không, ok, good hay không, lại là cái chuyện khác. Anh không thích, à, anh cái mới... chiêu, đó là cái chiêu. Anh mới nói là 50-50. Nên là em bắt chước cô Thái Thanh á. À, con là cũng đi, gặp, nên là từ đó em cứ gặp chị Lan là... lúc thì kêu bằng chị mà lúc mà kêu dẫn dẫn cứ kêu giống như là cô Thái Thanh kêu là Cái Lan thôi. Nên từ nay anh gặp nên từ nay anh gặp cô Tường Minh anh cứ gặp Cái Minh là sao. em không biết em có điệu không, nhưng mà em thấy cũng điệu chút chút, nhưng mà tới chưa đủ tầm cỡ. Chưa đủ tầm cỡ Dạ. Thì ngày hôm nay thì để cho quý vị gọi vào nha. Chúng tôi cũng muốn nghe. Mình thấy là đa số là phụ nữ thấy mà người phụ nữ khác mà điệu quá thì ghét, không thích lắm đâu. Phụ nữ nói chứ trời, con nhỏ đó điệu quá thì là lại là không thích lắm. Nhưng mà đàn ông á thì ganh tị thôi. Đàn ông thì thích cái điệu nha quý vị. Nói cái miệng nói không thích vậy chứ mà em nào mà hả eo đó, thấy không, là các anh dính ngay. Thường chỉ có mấy cái cô mấy cô thư chưa? Ký ngồi bàn giấy. Nói kiểu hôm nay con Tường Minh có nhận cỡ là tham boy mới ghê chứ. Dạ, chứ gì nữa. Cái điều đó là khá chính xác. Dạ. Tôi cũng đồng ý là cô không phải là cô ký điệu, tại vì cái cá tánh của cô giống như đàn ông như vậy, sao cô điệu nổi. Thì đó, em biết thành thử ra có một thính giả đó chứ, trong cái chương trình live shopping đó, nói chuyện với Ngọc Nguyên á, nghe giọng của Ngọc Nguyên là con trai mà nó thỏ thẻ, nó dịu dàng, còn chị Tường Minh thì cứ rủ ráng. Anh đang sống nói đằng gió mà. Anh đang... vậy là anh muốn kiểm biết nhà về chị, nhà của cô hàng cà phê ai là mặc váy nữa hả? Không có. Tôi nói sợ đụng chạm, bị sợ với họ kỵ húy. Có tới nhiều lần thì biết rồi, biết ai. Mà anh thấy có mặc váy không? Có. Có hả? Nhiều khi mà cái quần xà lỏ mà nó hơi lụng thụng, nhìn nó giống cái váy lắm. Không tin về hỏi ông Hoàng đi. lên hỏi ông Hoàng hả? Lên trển hỏi ông Hoàng hả? Dạ, Ngọc Hoàng Thượng Đế. Có không tin thì hỏi ông Hoàng. Mời quý vị gọi vào nha, 7139311560. Quý vị có thích con gái điệu hay không? Trời sanh ra con gái tự nhiên nó là điệu rồi. Không ít thì nhiều, mấy đứa nhỏ nó đã là con gái sanh ra rồi, tự nhiên cái 1-2 tuổi là nó biết điệu rồi. Không biết là tại sao nữa. Nếu mà chúng ta để ý, quý vị có đồng ý với Thường Minh hay không, khi là con gái nó đẻ ra nó còn nhỏ xíu, con gái nhỏ, con gái nhỏ người ta điệu là ok, dễ thương. Con nít điệu dễ thương hả? Lớn điệu, anh nãy giờ anh chưa nói nè, anh có thích gái điệu không? Hả?
Anh có thích gái điệu không? Tùy. Tùy là sao? Con nào mình thích thì có điệu ok, con nào không thích thì điệu không được. Sao anh giống chị Loan hôm qua ha? Chị Loan nói là tôi đã thích ông Zelensky rồi. Ông mặc cái gì tôi cũng thích, mặc đồ bụi thì tôi cũng thích, đa tay tay mình thích rồi. Thành ra làm sao mình cũng thích hết, cho dù là thế nào đi nữa, bề ngoài không cần thiết nữa, tại vì đã thích rồi. Anh Kê Vinh ngày hôm nay cũng vậy, nửa điệu hay không điệu, không quan trọng, miễn sao là mình thích rồi thì điệu mấy cũng được, mà kể cả không điệu thì cũng không sao. Cái này nó hơi... ba phải. Sao cũng được, miễn sao mình thích thì thôi. 713-931-1560, chúng tôi mở đường dây cho quý vị gọi vào nha. Đầu chương trình thì quý vị có thể gọi để chúng ta có nhiều thời gian hơn. Thông thường thì cuối chương trình lúc nào cũng đông hết. Chị Tường Minh ơi, chị em mình đàn ông không thích cứng rắn quá, thẳng thắn quá. Không có đàn ông chị em mình vẫn ok nên đàn ông không thích đâu. Cứng rắn quá, thẳng thắn quá. Cô nào nói vậy? Kim Vũ. Nói cửa là đúng. Không có đàn ông thì chị em các cô là cũng ok, nhưng mà có đàn ông thì better. Đương nhiên. Có còn hơn không? Anh Vũ Kiệm. Có còn hơn không? Mời một thính giả trên đường dây 2818. Oh hello chương trình. Chào chị. Dạ chào chị. Em thì không có nói chủ đề này, nhưng mà em nói em nghĩ anh Vũ Kiệm nói đúng. Tại vì mình điệu quá đó, nó over. Dạ. Rồi sao điệu sao là quá, cái quan trọng là mức nào là quá. Dạ nhưng mà cái anh khi mà anh Vũ Kiểm nói thì em đồng ý anh Vũ Kiểm. Nhiều khi ở trên người ta diễn kịch ở trên sân khấu thôi. Dạ chứ thật sự ra ở ngoài đời mà nói như vậy thì nó không có gì gọi là sự thật hết á. Dạ. No, tại vì mình cái cảm giác của mình á là mình nghe như vậy mình không quen rồi mình nói ồ người ta không có thật, nhưng mà cái tánh người ta đã điệu rồi. Dạ, nó sanh ra ta đã điệu rồi. Anh Vũ Kiểu nói rất đúng. Dạ. Dạ. Thật ra đó chị á, mà khi mà chị gọi trước tiên là kêu mình nói bữa sau chị gọi vô thì chị nhớ alo cái volume hoặc là tắt cái tivi để cho nó khỏi bị dội vô, nhưng mà cái vôi của chị là biết chị không điệu rồi, nên là mà khi mà chị không điệu thì làm sao mà chị chấp nhận cái chuyện điệu được. Chị gọi từ đâu vậy? Nhưng mà mình cũng điệu, nhưng mà tôi thì tôi chỉ nói là cái khi mà anh Vũ Kiểm nói là tôi đồng ý với anh Vũ Kiểm vậy thôi, tôi chỉ có ý kiến vậy thôi ha. Giỡn rồi hả? Dạ, giỡn dạ, rồi. Không có, đâu có giận. Tôi hiểu ý của chị, tức là chị chấp nhận điệu trên sân khấu. Nhưng mà okay. Anh Vũ Kiểm, anh nghe cái vôi anh có xác định được cái người đó điệu hay không không? Chưa biết. Thì cái giọng thì nghe có vẻ cứng cáp, cũng không khô gì rồi. Cô hàng cà phê cái cá tính mạnh lắm. Em đâu có điệu đâu đúng không? Đúng rồi. Một khi một cái người không điệu thì chắc chắn là người ta sẽ không, gọi vô người ta sẽ không thích cái người điệu. Ông chờ đi, lát nữa sẽ có một cô gọi vô. Em chào anh Kevin. Dạ. Em tên không? Thu đây à. Anh nói thích vậy không? Không. Ở ngoài đời thật tôi không thích. Tôi đã nói cái đó sao? Nó tới cái độ như vậy đó thì nó thành ra là giả lạ. Cứ bình thường. Bình thường thì sao? Cứ bình thường thôi. Người mà sẵn giọng với anh là ví dụ như ai gọi điện cho anh alo. Anh gọi gì anh? Hay là ví dụ như bạn Kiểm gọi gì vậy? Chứ sao không có nói ngọt với tôi hơn chút được không? Không, cái đó lại là một cái ví dụ nó khác ở cái lĩnh vực rồi. Điệu không điệu ở đây không có nghĩa là nói coi như là bốp chát hoặc là hàn học. Alo, ai đó? Cái đó là đã khác. Còn bây giờ tiếp có nhiều phụ nữ cũng vậy nha, gọi bóc điện thoại tiếp alo, như vậy. À, anh Kiểm gọi em có chuyện gì không? Tự nhiên nghe anh Kiểm nghe mát ruột à? Không, cái đó là cái phép lịch sự. Cái đó là phép lịch sự. Người ta phải mềm một chút, không. Người ta phải... anh ơi, chốt thì anh mới thích chứ. Không, tôi nghĩ cô ví dụ chết quốc rồi. Mặt người là người mình thương. Từ khi là mình bỏ em buồn, đôi chim lơ là
Nãy anh ngày hôm nay thì chủ đề của tụi mình đưa ra là quý vị có thích con gái điệu hay không? Số điện thoại là 713-931-1560. Thì anh Kevin muốn thể hiện cái sự điệu đó ngay lập tức. Cái này, cái clip này anh Cường anh lấy chưa điệu lắm anh Kevin. Có nhiều cái clip của hát cái bài này còn điệu hơn vậy nữa. Sao anh Kiểm cười tủm ta tủm tỉ vậy, đúng không? Đúng, tại vì diễn mà làm video ca nhạc. Bởi vì cái điệu này đẹp. Cái điệu này đẹp. Rồi còn quý vị thì quý vị nghĩ như thế nào nha? Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây 5154. Chào cà phê sáng. Chào cô. Phải hôm nay nói về đề tài người phụ nữ đẹp và điệu không ạ? Đẹp thì chưa biết, nhưng mà điệu thì có. Có, à. Cô là người phụ nữ nhưng mà cô thích đẹp chứ cô không thích điệu. Người phụ nữ đẹp, người ta nói chuyện nhỏ nhẹ, chứ còn nói chuyện điệu nghe thấy ghê quá. Điệu mới đẹp chứ, không điệu sao không. Đẹp được. Nếu bình thường người phụ nữ nó đã có cái chất nhẹ nhàng rồi, là coi được rồi. Còn người phụ nữ điệu quá, nhìn thấy cô theo cô thì cô nhìn vô nó nghe nó kỳ lắm. Cô có điệu không? Nhỏ nhẹ. Cô nhỏ nhẹ. Có khi nhỏ nhẹ, cô không có điệu lắm. Không điệu lắm thôi. Nhưng mà thì tùy theo cái đối tượng của mình chứ. Cô nói đây là nói hồi nhỏ chứ còn bây giờ cô đã overdash rồi, không chuyện đó được. Ok, chứ còn người phụ nữ mà điệu quá nhìn vô rất là chướng mắt. Còn đẹp, dịu dàng thì ok, nó có hai cái. Còn điệu thì nhìn vô, trời, ông đã sinh ra rồi. Người con gái lúc nhỏ đã có cái tính dịu dàng rồi, chứ không biết là điệu. Cái đó là không điệu, là dịu dàng trời đã ban rồi. Không, sinh ra thì có người điệu, có người dịu dàng, có người không dịu dàng. Nhưng mà con thấy con nít nó sinh ra là nó biết soi gương rồi nè. Nó thấy son phấn của mẹ nó là nó biết mày mò nó tìm để nó trang điểm nè. Nó biết làm cái tóc nó cho đẹp nè. Nó gắn cái nơ lên đầu nè. Đẹp cho người. Cái phái nữ là muốn làm đẹp chứ không phải điệu. Cái điệu nó nhìn vô là nó rất là kỳ, đã nói dùng cái chữ điệu là rất kỳ, còn làm đẹp là khác nữa. Làm đẹp là điệu rồi. Cô lại thích đẹp. Cô đừng chứ có cô phí hơi với lại cô hàng cà phê, cô cãi ngang lắm. Ai cũng hiểu cô điều cô nói hết, có mình cô cứ bẻ quạt đi. Phụ nữ của cô cũng vẫn thích là người phái nữ là phải đẹp. Phải điệu chứ mới đẹp. Người trước mắt nhìn vô là không biết cần cái bản tính của cô như sao mà nhìn vô là thấy đẹp là ok rồi. Nhưng mà tại vì mình không chọn được, cô như cô nói là cô là phái nam đi. Cô nhìn cái người phụ nữ, cô không chọn được, cái khả năng cô không chọn được phụ nữ đẹp. Thì cô quớ được một người xấu, thì cô ráng chịu thôi. Chứ còn người nào trên thế gian này nhìn vô là cũng vẫn thích đẹp, chứ còn không thích điệu. Đẹp với lại điệu khác nhau. Tôi hiểu cái ý của cô. Cái người điệu không làm cho mình đẹp được. Sao phải không? Không. Bây giờ người ta là cái điệu ở đây là cái động tác chứ không phải là cái hình dáng. Người ta điệu là người ta phải đi ra đường. Thí dụ như bây giờ anh điệu, anh đi, anh bình thường anh để tóc thẳng như vậy. Anh điệu điệu, anh điệu một chút, anh ra đường anh khơ tóc anh chút. Bình thường anh đi điệu, anh gắn chút lông mi giả lên, anh chút son phấn quần áo, anh chút là lược là điệu rồi. Không, không, không. Như vậy cô hiểu cái chữ, cái động từ điệu đó lại là khác rồi. Mời một số giả trên đường dây kế tiếp. Alo. Dạ. Xin chào. Alo. Chào chị. Xin chào cà phê sáng. Chào, chào cô. Chào anh Vũ Kiểm. Dạ. Anh Kevin, Vũ Tường Minh. Tôi thì cái đề tài hôm nay thì tôi đáng lẽ là cái này là phải đàn ông gọi lên nhiều nha. Đúng rồi. Nhưng đang hỏi mấy ông mà. Dạ. Tôi thì tôi nói là riêng ý kiến của tôi thôi, là tôi là phụ nữ nhưng mà trong gia đình tôi đó thì ông xã tôi đó là người Bắc, tôi là người Nam,
Thì trong cái đề tài hôm nay á, tôi thấy tôi là phụ nữ mà tôi rất thích phụ nữ mà điệu. Điệu đó, người đẹp là trời cho, ai là cũng có may phước là đẹp, nhưng mà cái sự duyên dáng đó nó tốt hơn là vừa đẹp mà vừa phải có duyên nữa thì mới tốt. Còn nếu người ta không đẹp thì cái sự duyên dáng đó thì nó tôn trọng cái sắc đẹp người ta hơn. Thì cái điệu đó, tôi thích cái điệu mà con gái phải điệu chứ. Điệu nhưng mà đừng có quá lố. Trong cái sự trong như là cô ca sĩ Ý Lan đó, tôi rất là thích cổ và tôi rất thích cái lối điệu của cổ nha. Ăn tiền rồi. Trời ơi, mà tôi nói, ủa sao kỳ vậy? Sao anh người Bắc mà anh lại không có thích cái kiểu điệu của cổ mà theo người Bắc? Anh nói quá lú. Còn tôi thì tôi thấy cổ rất là có duyên và điệu như vậy và rất là dễ thương. Mình thấy cái người điệu như vậy đó, khi mình coi cái mình thấy thoải mái, mình thấy cổ vừa đẹp vừa duyên dáng vừa nũng nịu, theo theo kiểu người Nam nói là nhõng nhẽo đó. Dạ đúng rồi, người Bắc nói là nũng nịu, rất là dễ thương. Cũng như là lúc nào mà cổ vui thì mình cũng thấy vui, mà lúc nào cổ buồn, cổ nũng nịu, mình cũng thấy một cái buồn nhưng mà mình thấy nó nhẹ nhàng. Thành ra thấy tùy quan niệm mỗi người thôi. Mà theo ý thôi thì tôi thích đàn bà thì phải điệu. Điệu, phải điệu, đi đổ rác cũng phải đẹp. Không phải tươm tất, tươm tất thôi, nhưng mà đừng có quá đáng thôi. Đó là cái nhìn theo tôi, cái nhìn của mỗi người thôi, nhưng mà tôi thấy đàn bà mà điệu thì mới dễ thương. Đúng rồi đó. Cô Tường Minh có nói đi đổ rác mà điệu là cổ chỉ có lặp lại cái câu nói của con gái cổ đó. Đi đổ rác mà không điệu bôi nó không có biết cấp. Nhớ dai quá, không có tốt. Nên là nhưng mà cô yêu cầu nhiều quá, phải đẹp nè, phải có duyên nè, phải điệu. Đúng điệu chút. Anh Kevin nghe nhầm rồi. Không đẹp thì tốt, mà không đẹp thì cũng phải điệu. Cũng phải điệu. để cho tôi tôn trọng cái duyên dáng hơn là cái đẹp. Đúng rồi, phải ẻo lả chứ phải ẻo ẻo chứ. Phụ nữ hoặc là bất luận đàn ông gì cũng vậy, ra đường là phải nghiêm chỉnh tề. Tức là phụ nữ thì cũng cần phải có trang sức ngoài cái chuyện quần áo, còn đàn ông thì cũng vậy. Cho nên cái chuyện nếu mà nói là đổ rác mà cũng phải, không lẽ không mặc gì hết đi đổ rác đâu được, nhưng mà cái đó không cần thiết. Nhưng cái chỉnh tề ở đây đó, tự nhiên ta từ điệu mà anh qua không mặc gì hết, tại sao em cũng không hiểu anh đi đâu sao quá vậy anh. Kiểu này á, hàng xóm người ta chỉ đứng ngay thùng rác chờ thôi. Ai kêu nhị vị hiểu sai cái ý của tôi. Đi đổ rác mà anh bây thôi. Giờ anh đợi xét tất cả những quý vị khán thính giả mà đang nghe đài ở ngoài kia đó, xem người ta họ gọi vô, không lấy bây giờ chương trình này điệu mà gọi vô hỏi về cái câu mà không mặc đồ thì nghe nó đúng kỳ rồi. Quá là chả anh lẽ đi mặc đồ đẹp mà. Chỉnh tề nó khác với lại điệu. Điệu quá nhiều khi nó trở thành ra là dị hợm. Một cái người nữa bên phái đàn ông mà cũng là nghệ sĩ, tôi cũng chả sợ gì hết, để cũng khá là thân, đó là anh Tuấn Anh, cũng điệu lắm. Ở ngoài đời ông cũng điệu như vậy. Đúng. Ra cái signature của Hiêm luôn. Bây giờ Hiêm nhìn thì thấy Hiêm là có khác gì. Thì đó. Còn nếu mà người vợ bình thường, an ordinary, một người phụ nữ bình thường mà kiểu như vậy, ai mà chịu nổi? Anh không chịu nổi nhưng mà người khác đã chịu nổi. Em ơi, đừng có diễn kịch với anh nữa được cái không? Đó, cái tôi sẽ nói như sao vậy. Sao gọi là diễn kịch? Đây là ở nhà mình chứ đâu phải. Anh đâu có vợ là ca sĩ. Sẽ nói cái đổ thùng rác á, thì tôi cũng có một cái câu chuyện vui kể cho quý vị nghe. Alo. Dạ nghe, vẫn nghe cô thì đây. Nói đi. Dạ. Là tôi cũng hay thường thường là rác thì ông xã kéo ra. Dạ. Thì xong rồi khi mà đổ rác rồi thì người nào thì mạnh ai nấy kéo vô, lúc đó nó nhẹ rồi
thì cái hàng xóm của tôi hai bên là Mỹ, họ rất là dễ thương. Có khi cái họ thấy tôi chưa có kéo vô đó thì họ kéo vô giùm. Đi xong cái một lần nọ cái tôi thấy tại vì có một lần cũng bị phạt là tại vì để thùng rác lâu quá không có kéo vô thành ra bị phạt một lần. Cái xong cái sau đó cái nó kể cho hàng xóm nghe, cái bà Mỹ với ông Mỹ kế bên đó mỗi lần thấy đổ rác xong là lật đật kéo của ổng bả vô rồi kéo của tụi tôi vô luôn. Cái bây giờ cái tụi tôi cũng thấy như vậy, cái cũng mỗi lần vậy như vậy cũng đổ rác xong cũng kéo của mình kéo ổng bả vô luôn. Có lần cái tôi kéo mà lúc đó tôi đang bận đồ bộ trong nhà, cái đi ra chạy ra quảng hồn chạy ra kéo cái thùng rác vô. Cái xong cái bà Mỹ cái bên đó cái bây giờ mình thấy cái bây giờ mình thấy cái bà cười, bà nheo mắt bà cười, cái bà biểu bà ra hiểu là đi vô đi bà ra bà kéo vô cho. Rất là dễ thương. Giống như là mình đâu đó không khoe điệu đàn nhưng mà đừng có mặc đồ ngủ đồ bộ chạy ra ngoài đường. Không, tính ra nhà của cô đó là bữa trưa bị trộm viếng là cũng may đó. Thường đó, mà có bị trộm viếng rồi đó. Ồ, vậy là tại do cái lỗi cô là không quên kéo thùng rác. Cảm ơn cô đã gọi vào nha. Mời một thính giả kế tiếp. Xin chào, với số cuối là 9618. Dạ, xin chào. Năm nay tôi đã 65 tuổi. Dạ, tôi xin chào một anh và hai em. Chào quý vị. Dạ, và tôi nghe chủ đề này thì tôi cũng thấy nó cũng vui vui. Thành ra, xía vô chút câu. Dạ. Cho nó vui. Dạ, thì theo tôi thấy cái từ mà đẹp và điệu á, đẹp. Mà được thêm cái điệu, mà cái điệu duyên dáng, cái điệu thanh nhã thì rất là hay. Người phụ nữ được như vậy nên điệu. Như bản thân tôi nè, tôi đã 65 tuổi nhưng mà tôi vẫn điệu. Dù là tuy là ông trời ông cho tôi là không có sắc mà không tệ, coi được thôi. Nhưng mà tôi lớn tuổi mà tôi vẫn thích điệu. Khi đi ra ngoài một cái điệu thanh nhã, một cái điệu duyên dáng thì ai cũng thích hết trơn, không ai mà không thích cái đó. Phải có một cái kẹp xinh xinh trên tóc, tóc phải cuốn cuốn, xoăn xoăn, thí dụ như vậy đi là điệu rồi. Và mình trang trí này cái kia, xách cái giỏ, hoàng cái khăn cho nó đẹp, tôn mình lên là điệu rồi. Đúng, thành ra em thấy không, thí dụ như bây giờ, tại làm sao các nước, thế giới điều chuộng về vấn đề mỹ phẩm son phấn để làm gì, để dành cho phụ nữ, mà phụ nữ biết sử dụng cái điệu đó thì có phải làm cho cuộc đời nó càng thêm hương phấn không? Đúng rồi. Mình thấy cái gì đẹp, cái gì dễ thương là mình cứ làm, cứ xài nó. Tôi hoan nghênh cái danh từ điệu. Vậy thêm một người phụ nữ thích điệu nữa. Đúng rồi, ví dụ như bây giờ mình xây một căn nhà, em xây hết rồi mà em không chịu sơn nó lên thì nó có đẹp hay không? Đúng rồi. Thì cô thấy lâu lâu cũng phải liếc một cái, phải chấp chớp mắt một cái không? Mà không đeo đôi bông mà, không đeo dây chuyền nè, không đeo trang sức mà một cái cho nó thanh nhã đó, cô thích thanh nhã thôi. Thì đâu cho là đẹp. Phải điệu chút xíu, ok. Cái đó là trang sức cô ơi. Cái đó là trang sức. Cô quần đồ đẹp này nọ, cô trưng diện cái đó là thuộc dạng cái dạng mà cũng như trang sức trang trí đó cô, gắm mà thêm hoa đó cô. Đúng rồi. Chứ còn điệu thì làm đẹp, điệu cũng là ok cô, nhưng mà đừng có chảy nước thôi. Điệu mà tới chảy nước là lúc đó em nè, bây giờ em là cậu Kevin nè. Em mặc một đồ, một bộ cái tông rất là cực kỳ quý giá sang trọng của quý ông. Mà em thiếu cà vạt á thì nhìn nó cũng chưa đủ. Cái đó nó phải, cái đó cũng tùy chứ, đôi khi cô mặc suit đi đâu mới được chứ, cô lúc đâu phải lúc nào cũng phải có cái cà vạt đâu cô. Cô cái đó không phải là điệu. Em nói đúng. Cô cái đó không phải là điệu. Nó còn hơi sót một cái là vậy nè, em nói đúng chứ không sai, nhưng mà chị thấy nó còn hơi sót là cái điểm này. Ví dụ như mà em tận dụng một bộ vest tông rất cực kỳ đáng giá là phải sang trọng rồi, thì khi mà em mặc vô cái bộ vest tông đó thì chắc chắn 10% thì chị nghĩ là có lẽ là 8-9% rồi là em phải đi những cái buổi tiệc hoặc là những cuộc họp, một cuộc hội họp quý báu quý giá,
thì em mới trưng diện như vậy, đúng không? Thì bắt buộc em phải lịch sự. Lịch sự là cái gì? Là phải có cái cà vạt. Có cái đó không phải là điệu. Com lê suit nó phải là như vậy, phải boss, phải có cà vạt, phải có đi giày, mặc vest. Cái đó phải là điệu. Đi phụ nữ đi ra đường đeo một cái trang điểm thêm cái bông tai ở bên ngoài cũng không phải là điệu. Cái đó cũng giống như gọi là chỉnh tề đó cô. Không, chỉnh tề. Chỉnh chu, chỉnh chu. Chỉnh tề là nó chỉ vừa chỉnh tề thôi. Còn điệu thêm, ví dụ như là... Điệu đây là cái cử chỉ, cái thái độ, cái hành động. Vui lắm rồi. Dạ. Ok dạ, cô. Điệu, là điệu đàn nó khác. Đúng rồi. Điệu đàn là tự nhiên bây giờ tự nhiên mình thấy cái hoa đẹp, mình ngắt, mình cài lên trên tóc là mình điệu. Không. Cái cử chỉ, cái thái độ, lời nói nó mới lộ ra cái điệu, còn những cái kia để là trang sức là khác. Trang sức cũng là điệu. Anh không điệu thì anh không thể làm mấy đó. Anh bưu kiểm, thực ra bây giờ giống như cô này cô nói đó, thực ra bây giờ quần áo này nọ đó, đôi khi nó cũng là một cái vấn đề khác, không phải là một cái bộ suit đắt tiền hay thế này thế kia. Nó tôi có đồng nhiều ý thứ. Mình đã có rất cái nhiều. Quan trọng là cái người đó họ cái body của họ mới là quan trọng. Cái body của họ nó có fit với cái bộ đồ đó hay không, chứ không phải ra kia anh phải mua những cái brand name đắt tiền 5-3 ngàn bộ suit nó mặc vô đã đẹp nữa. Anh lại đi xa quá, anh lại đi xa quá. Cái đó là về fashion rồi. Nhưng mà Việt Nam mình có hai câu. Không nói cái đó. Chiếc áo không làm nên thầy tu, và y phục sướng tùy đức. Cái người, cái bộ áo bên ngoài che đậy không che đậy được, còn cái điệu nó lộ ra ngoài. Nó lộ ra ngoài. Em xin anh xin anh chào một thính giả. Tiếp theo 1019. Dạ chào chị. Wow, nãy giờ mới có một người đàn ông gọi vào đó. Nãy giờ phụ nữ không. Dạ đúng đúng. Điều thứ nhất đó là em nghe cái chị trước khi cái quảng cáo, một chị đó, chị nói là đúng ra là những điều này đàn ông nên đợi vô mới đúng. Em nghe từ lúc đầu tới bây giờ em cũng muốn gọi lắm. Nhưng mà cái điều thứ nhất là đúng, cho em giấu tên. Nhưng mà đó anh rung đó, mà anh phải giấu tên thôi. Rung. Anh rung. Cứ bấm tới cái số thứ 10 cái không dám có bấm. Nhiều người nghe giọng thì có nhiều người nghe giọng thì chắc nhận ra, nhưng mà đây là lần đầu tiên em gọi vô. AM 1560 để mà nói chuyện on air. Dạ. Điều thứ nhất em quên hai anh kia tên gì rồi, nhưng mà em đồng ý kiến với hai anh kia 100%, chắc em ca cái bài này thì hai anh sẽ hiểu. Tức là có một cái bài hát, hát là có bao nhiêu người cũng hiểu, có một mình em không hiểu, giữa hai cái chữ đẹp và làm điệu. Dạ, em đồng ý với hai anh đó là đúng. Điệu là khác, đẹp là khác, 100% khác, không giống nhau. Điều thứ nhì, cho em hỏi thăm một cái, lỡ như mà mình có một người phụ nữ mà không dịu dàng thì mình phải làm sao để cho người ta dịu dàng? Anh kêu điệu lên chút. Mà em tự nhiên á, anh mặc cái bộ đồ nó thước tha, nó điệu đàng là anh phải dịu dàng theo thôi à. Dạ. Bây giờ em hỏi anh, là một người phụ nữ mặc chiếc áo dài vô làm sao mà không dịu dàng được? Tự nhiên cái áo cái nó làm cho mình đi đứng nó cũng khác hơn là mình mặc cái bộ đồ thể thao, đúng không? Thì hồi nãy em cũng có nói đó, là chị trở lại về vấn đề là cái chữ đẹp với điệu, em đồng ý. Cái đó là làm đẹp chứ không phải làm điệu. Tôi đã nói anh rồi, bây giờ anh muốn hỏi anh này hay anh kia về cái mà vừa rồi anh mới nói, người yêu anh hay là vợ anh? Trước khi vợ mà chị Tường Minh nói à, bây giờ anh cứ anh đi theo cái căn bản vậy nè. Thế mà em đẹp á thì em có quyền, mà em điệu á thì anh phải liều. Vậy thôi. không có vần, em điệu thì anh chiều thì được. À, liều thôi. Mà khổ nổi cái vợ của em nó không đẹp mà nó không điệu nữa thì phải làm sao? Thôi anh. Phải làm sao đấy? Ừ, hèn chi là phải giấu tên. dễ thôi. Bây giờ anh muốn hỏi anh này hay nếu kia. Mà không có, nếu mà anh nói là cả hai cái đó không có thì tụi em đây chỉ có phần ưu thôi. Trong hai có một thì gọi là cuộc đời mình quá may mắn rồi, còn cái này không được cái anh, gì hết thì làm sao phải anh ơi. Nhưng mà chị có duyên không anh? Duyên cũng không luôn. Không, như vậy tôi đã có cái ý kiến cho anh, có cố vấn cho anh rồi. Từ từ. Dạ. Bây giờ em nói cho anh nghe, cái bệnh này chữa được, không có người phụ nữ không đẹp mà chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Bây giờ anh cần đẹp thì em thấy có anh bác sĩ hay nói chuyện trên đài đó, bác sĩ gì đó, Hùng Anh đó,
đem lại làm đẹp thì đẹp, còn anh muốn mà điệu thì anh dẫn tới gặp em. Trên đài này ngoài em ra còn nhiều cô khác điệu lắm. Giống như cái chị hồi nãy trước đó nói đó, là mình xây căn nhà lên mà mình không sơn nó thì nó không đẹp. Đúng rồi. Em mua hộp tròn chứ. Nhưng mà cái ngón tay nó đeo cái chiếc nhẫn hột tròn không đẹp thì nó làm mất giá trị của cái hột tròn luôn rồi. Trời ơi. Bây giờ cái đó là cái... Giọng anh này quen lắm. Hình như anh Hưng phải không? Không phải, không phải. Không phải. Không phải. Còn hai anh này đều là vần kê hết. Một ông là Kiểm, ông là Kevin. Bây giờ ông, anh muốn người nào góp ý với anh để giải quyết cho cái vấn đề của anh? Em nghĩ anh tốt hơn, tại vì anh lớn tuổi, anh có nhiều kinh nghiệm. Thôi dễ thôi, ok. Nếu mà nãy giờ anh đưa ra hai cái vế. Em bảo đảm là anh Kevin không bằng tuổi anh đâu, tại vì em nghe giọng không nói. Thua, không có anh... chút mà, không có. Không, tại anh ơi, cái giọng tôi giọng của ổ. Lớn là chưa hẳn lại là có kinh nghiệm. À, ngồi trong nhà đọc sách không có kinh nghiệm đâu anh ơi. Dạ. Dễ thôi anh. Bây giờ vợ anh tức là nãy cái gì... điệu cũng không được hay là gì đó, không đẹp cũng không đẹp mà điệu cũng không chịu điệu, và lại không có đẹp, điệu không có điệu, okay. Mà có duyên cũng không có duyên, dễ thương cũng không có dễ thương, ok, bỏ quách đi lấy người khác. Ôi dạ. Đó là good idea đó, yeah. Mà lấy mà lỡ mà lấy bà nữa, chào Hóa ơi, bà đó thì làm em anh Kiểm về gấp. Anh Phúc Kiểm ơi, bây giờ lấy một bà nữa mà cũng như vậy thì làm sao là cuộc đời mình tàn mẹ nó. Đúng rồi, thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ, thấy không? Thôi anh ơi, đi vô ngõ hẻm luôn chứ ngõ thì nhỏ đó, bởi vậy cho nên chết tươi con nồng nọc, chết tươi con nồng nọc. Còn không mà chết. Coi như cuộc đời em dập bỏ rồi. Okay. anh bữa anh vô YouTube đó. À, dạ. Anh nghe cái bài mà cái bài mà con quỳ lại Chúa trên đời á. À, lời người ngoại đạo đó, anh nghe là anh sẽ biết. À. Rồi, người rồi ta cảm lại ơn bò anh. Con rồi Chúa ơi. Dạ. À, không đẹp mà không điệu thì tốt hơn, chứ xấu mà còn điệu nữa thì thôi trốn luôn. Xấu không có quyền điệu quý vị. Anh Thanh này bất công quá nha. Người ta xấu người ta cũng có được có quyền tôi điệu nghĩ chứ. Cái người phụ nữ, tôi không dám dùng cái chữ xấu tại vì sợ là bị kêu là kỳ thị. Người phụ nữ mà cái nhan sắc mà kém hơn những người khác đó thì nên điệu. Yes, chứ, nên điệu. Chứ không có gì, chứ còn nếu mà nói là không, đã không, cái nhan sắc không bằng những người khác mà không có gì phải hết thì làm chứ. Sao hơn được. Dạ, đúng phải rồi. Sửa soạn yes. Lên chứ. Cho nên cái cô Thanh Thanh rồi. Này góp ý trước bước rồi. Không, đó, ta thấy chưa, Thanh Thanh thấy chưa, nãy giờ đi theo bên anh Kiểm đi. Đó, bây giờ anh Kiểm anh đối xử vậy đó. Mời một thính giả trên đường dây. Dạ, xin chào 9944, 9644. Xin chào tao thấy buổi sáng xin gọi vô để đang góp ý kiến thôi. Thì theo cách cả tôi và bà xã tôi thì không thích người phụ nữ mà điệu. Ý tôi nói điệu đây là hai phần, nó phần điệu ví dụ như là trang điểm, ví dụ đi đâu thì cùng điệu, phải có chút điệu trang điểm này nọ, tập tay thì uống. Còn đàn ông ví dụ như thịt béo, ăn mặc cho nó chỉnh đàng hoàng, tinh thức thì cái đó là điều về đẹp. Còn điệu của tôi đối với những người phụ nữ, người ta điệu là ta về cái hành động cử chỉ của người ta thì đó là hoàn điệu, nên là hơi quá đáng. Cái điệu theo tôi cũng mấy người đó là người ta muốn gây cái sự chú ý của người khác, người ta điệu nó hơi quá đi để mà gây sự chú ý. Phụ nữ mà eo eo chút cũng dễ thương anh ạ. Eo chút đó mà vừa thì được, nhưng mà quá đáng, có nhiều người ta thấy hơi quá để nên làm chú ý xử lý người khác. Ví dụ như tay chân ẻo lả quá nhiều, hoặc là lâu lâu cái quẹo á, dạ mở đi ra soi rồi sửa sửa này nè. Dạ rồi, lâu lâu vuốt tóc và vuốt tóc nhưng người ta kia biết là đó, dạ. Nhưng người ta biết ví dụ như được quay lên TV lên hát hay là cái rồi quay thì ta người ta hát cái miệng, người ta hát ta cố ý người ta hát cái miệng rồi nhìn thấy vậy nó hơi quá đi. Cả tôi rồi là cả nhìn thấy mấy người đó là cái cố ý hát cái miệng này nọ đó làm sao là sao cố ý được cái miệng người ta vậy rồi nhắm mắt ta nghe thôi, không nhìn cái miệng họ thấy hơi khó chịu. Thành ra đó là ý kiến của tôi vậy, không có thích điệu quá thì nó gây sự chú ý người ta, tức là nó không
Có anh nói vậy nhớ có một thính giả gọi vô nói là Tường Minh Điệu ngồi làm cà phê sáng mà sao cứ chớp 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 mắt hoài giống như là đá lông nheo danh hiệu kiểm vậy đó. Nó không phải, tại vì hả trong siro cái đèn nó sáng quá mà mình mở mắt lâu quá nó chói chịu không nổi rồi mình phải chớp mắt. Cái cử chỉ đó thì đúng là cái cử chỉ điệu. Tôi không nói cô, mà tôi đang nói cái đó đó mới là làm điệu. Chớp cái chớp đó, điệu nó là cái cử chỉ. Cười mỉm mỉm rồi vuốt tai vuốt tóc, nhiều cô ngồi một tiếng đồng hồ thôi vuốt tóc 200 lần. Cái đó là điệu. Nhưng mà cái điệu đó thì đó không có gì gọi là quá đáng hết cả. Yeah. Được đúng không? Vậy là anh Kiểm nói điệu đó được. Cảm ơn anh đã gọi không vào nha. Dạ. Mời người ta xích đồ cho các anh để mà vuốt tóc người ta mà các anh chẳng chịu vuốt tóc đâu, qua người ta bực quá người ta phải tự vuốt. Tiếp Fanny nói là em có cả hai thì sao anh chị? Nghĩa là vừa điệu vừa đẹp vừa điệu phải không? Chúc mừng em. Dạ. Rồi xin mời một thính giả kế tiếp. Xin chào 2370. Hello. Dạ. Xin chào ba. Xin chào ba vị cà phê sáng. Dạ. Biết theo ý tôi á là cái đẹp và thì nó đi với cái xấu, thì đẹp với xấu là trời cho. Rồi còn cái điệu á là đúng là điệu á là cái để tô điểm thêm cho mình á, đẹp thêm và duyên dáng thêm. Thì phụ nữ thì lúc nào là cũng muốn làm điệu để cho nó đẹp thêm thôi. Dạ. Còn nó đi quá lố á thì nó đã là lạnh rồi. Điệu quá là lẳng hả? Lẳng lơ là ẹo qua ẹo lại rồi. Còn những cái nghệ sĩ á, thì người ta đóng ở trên, người ta phải đóng thôi, người ta đóng kịch để cho nó tạo ra cái điểm nhấn cho người khác, người ta nhìn vô cho nó có ấn tượng thôi. Còn cái điệu á, là người phụ nữ nào là cũng điệu. Tưởng mình nói đúng, con gái đàn bà là phải điệu. Điệu không phải là cái mà bảo là nó quá lâu. Chẳng hạn như là mình tô thêm một cái son hay là điểm thêm một tí phấn hồng để cho nó tóc cho nó thẳng thêm. Cái tô son chết phấn nó là điều. Trang điểm làm anh đẹp anh không điều anh phải không bày tỏ đó. Cử chỉ cô không. No, anh không có điệu, anh không có làm mấy chuyện đó. Người ta không điệu, người ta không có son phấn, không có tô điểm, không có ngồi đó mà chải chuốt. Người ta chải chuốt là người bây ta điệu, người ta mới chải chuốt. Cô có ra sức, cô binh, cô hàng cà phê Tường Minh thì cô lại giống như là vẽ đường cho hươu chạy. Không đúng là không đúng. Dạ. Phụ nữ nào con cũng phải điệu hết. Cái điệu không phải là bảo là làm cho mình quá lố thì nó lại đi tới cái lẳng rồi. Cái người lẳng lơ ẹo qua ẹo lại nhé. Cái đó cái điệu không phải là lẳng lơ. Thôi được rồi. Ý cô nói là nếu mà làm quá thì nó đi qua cái ranh giới của lẳng lơ, ẹo qua ẹo lại, liếc mắt đưa tình đồ nọ kia. Đúng rồi. Cô cháu mình hiểu nhau nha. Phụ nữ. Hiểu sai hết rồi cô. Dạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô gọi vào. Cô gọi từ đâu vậy? À, Napa. Napa, cô Phương, cô Phương. Dạ. Dạ. Ok. Dạ, chào cô. Đây, mời một thính giả kế tiếp. 7763. Xin chào một thính giả kế tiếp. Rồi, không nghe tiếng. Hello. Dạ rồi, nghe. Hello. Nghe. Dạ. Rồi. Chị Công Dựng hồi nãy mới đây là cô đã nói rất đúng, điệu là phải hơi xíu hay là mình thêm chút xíu một đen tí gì trên cái gương mặt mình đó cho nó cho tỏa nó sáng lên là đúng. Còn như chị nghĩ là Công Dựng là đúng, điệu là em không Dư Quỳnh á mới là điệu á, ca đó cái miệng đưa qua đưa lại đó mới là đúng là điệu á. Cái đó là diễn ở trên sân khấu cô ơi. Đưa qua đưa lại. Không, chị đó em nãy giờ quên chào anh trên đài. Dạ. Cái này cũng là điệu đó cô. Điệu quá nên quên luôn cái chào đó cô. Chị có điệu không? Chị rất là điệu. Chị rất là điệu. Chị điệu lắm.
chị điệu lắm. Ở trong gia đình chị hả, là bà chị dâu chị nè, rồi em gái chị nè, ông xã chị cũng nói nữa. Đây là trong gia đình đó, bây giờ có bốn cô em gái, xã chị nói dứt là thông là điệu dứt á. Chị điệu là điệu nhất nhà chị đúng không? Đường, à, chị là điệu lắm, dứt là, em biết không? À, bà chị dâu thứ hai chị á, đặt chị là cô Thu Điệu. cô Thu Điệu, mẹ có bé Su, tại vì chị chỉ có một thằng con trai thôi à, nó tên Su. Lúc nó 4 tuổi á, bây giờ thì cháu đã 30 mấy tuổi, cháu có gia đình rồi. À, chị Lan ở, lúc chị qua Mỹ thì cháu được 7 tuổi. Dạ. Mà vui lắm, ở nhà chị bà chờ một lần mà có tiệc cái đám cưới là cái gì á là thôi chị diện áo này, diện áo nọ, chị làm thì làm nọ, ai cũng nói là... Gương soi tới, soi lui đúng không? Đúng rồi. Soi 30 bận rồi mới đi đúng không? Đúng rồi, mình phải nhìn coi cái nào nó hợp với mình hay là nó làm sao, phải không? Đúng rồi. Thôi chị xin chấm dứt, chị cũng có mấy lời vui trên đài với nha. Rồi, đó, vô một hội, dạ, vô hội gái điệu, đã lập hội nha chị nha. Mình sẽ truyền đạt cho nhau điệu như thế nào để cho nó vừa. Mời một thính giả kế tiếp, 5963. Xin chào. 5968 chứ, nói lộn. Vâng, mời 5968. Xin chào quý vị. À, tôi thí dụ điệu như là anh Vũ Kiểm đó, là làm dáng là điệu, là chống tay lên cầm, xong rồi làm việc với computer. Yeah. Anh cứ lay quay với lại cái máy computer với chống tay lên cầm, thế là điệu đó. Đúng rồi. Rồi rồi, dạ, rồi. Vâng. Còn lâu lâu cái gỡ mắt kiến ra, cái đeo vô, cái lâu lâu đúng, cái sờ gọng kính cái. Chính xác. Điệu mà cứu luôn. Tự nhiên cái đó là điệu nam. Tại vì tôi đâu có phấn son đâu. Từ từ cái sao tự nhiên ngồi cái rờ mắt kiến, cái gỡ ra, cái gắn vô, cái sửa mắt kiến lại là điệu đúng không cô? Hello cô. Rồi. Rồi. Chỉ nói câu bánh. Vậy thôi đó. Nói là anh Kiểm mới là điệu đó. Chứ không có điệu như Quỳnh mà ai cũng biết. Hay là ai đâu. Trời ơi, cô nhận xét tinh tế dễ sợ luôn á. À, còn... nhận xét cô có duyên quá. Chứ gì nữa, đúng luôn. À, còn vài phút nữa, quý vị nếu mà muốn gọi vào thì quý vị có thể gọi. À, còn không có thì Tường Huynh sẽ dùng cái thời gian này để lướt qua một vài những cái Facebook comment. À, Kim Vũ nói chị Tường Minh ơi, khi em ở nhà em cũng thích sửa soạn chút xíu cho nó đẹp. Nhưng mà chị tin rằng... mình đi ăn bún bò Huế mà mặc áo đầm dạ hội, đi dạ hội để ăn không? Không, cái so sánh đó không hợp. Dạ. À, rồi, em rất thích điệu chứ đi ở đây là làm đẹp cho phụ nữ, làm đẹp cho phái nam too. Chỉnh chu gọn gàng sạch sẽ nó cũng là một cách gọi là điệu, nhưng điệu một chữ khác, còn chữ điệu khác chỉ chạy ra chợ mua một bó hành mà cũng phải mặc cái áo đầm dài lượt thượt. Hoặc đi một đôi giày cao thì cái đó không đúng. Mời một thính giả kế tiếp. Dạ xin chào. 5860. Xin mời một thính giả kế. Xin mời một thính giả kế. Hello. Dạ. Nghe được rồi. Tôi xin giấu tên này. Tôi không nói. Cho tôi nói chút xíu thôi. Tôi nói vài câu thôi. Tôi nói cho công bằng ra là phụ nữ là phải điệu. Nhưng mà điệu đừng có lố được rồi. Như thế nào là lố? Không lố? Cái phụ nữ là điệu là cái làm đẹp với người ta, đúng không? Đúng. Mình không thể phê phán hay là nói gì được hết chứ. Cái đó là cái chuyện phụ nữ chắc chắn là phải như vậy thôi. Có người á điệu một cách lộ liễu, có người là điệu âm thầm. Điệu ngầm. Dạ, yeah, đúng rồi. Cái chuyện đó là điệu ngầm đó. Người ta điệu nhưng mà người ta không có điệu quá trời đi. Quá trời luôn cái chuyện. Không có lẹ lẹ quá. Ví dụ gì đó, nhưng mà tôi nói chung ra đó là phụ nữ là phải biết điệu. Cái câu mà người ta nói là phụ nữ không có phụ nữ xấu mà chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp đó, nó cũng dính líu với cái câu là nó dính líu với cái chỗ là phụ nữ biết điệu đó, là nó như vậy đó. Chứ phụ nữ mà mình không biết sửa soạn, mình không biết cái gì hết, thật sự đó là tự mình làm xấu mình thôi.
Sao mà anh phải giấu tên vậy? Em thấy anh nói này cũng bình thường thôi mà tại sao anh phải giấu tên vậy? Không, em không hỏi tên anh nhưng mà em hỏi lý do tại anh sao anh giấu tên. Không, thì sợ có người quen là nghe. Nhưng mà là sợ bà xã nghe hả? Không, bà xã nghe này không sao. Cái chuyện đó là chuyện sợ nhỏ người quen hả? Mình nói, mình góp ý như vậy thôi. Mình góp ý là phụ nữ là phải biết điều. À. Điều phải có chừng mực chứ không phải điều mà lộ liễu quá thì nó xấu quá đi. Okay, là điều nhất. Ta chê nhưng mà thật, dạ. Bây giờ em hỏi anh nè. Mình nói mình, dạ. Bà xã anh có điều không? Có mà bả điệu ngầm chứ bả không có điệu lộ. À hả, bả điệu ngầm thôi hả? Vậy là người thường thường từ giờ mới nghe đó, cái điệu ngầm á, từ giờ người ta nói duyên ngầm chứ hả? Điệu cũng điệu. Điệu cũng có ngầm nữa ha. Không phải, anh Kevin à, điệu ngầm có nghĩa là người ta điệu không có quá lố, anh biết không? Kiểu như người ta dẫn điệu đó nhưng mà người ta gọi là điệu giấu chứ không phải là người ta không có lộ liễu, thì nói chung ra là nó vậy đó. Còn có nhiều người điệu rất là lộ liễu, mình thấy nó mình thấy mình còn ngại, ví dụ gì đó. Ví dụ là mới vừa ăn xong là lật đật lấy cái kiến ra tô son lại nhìn á. Còn có nhiều người ăn xong rồi họ giả bộ họ đi với red room để họ trang điểm lại thì họ ngầm. Còn có nhiều người chơi ngay tại bàn luôn, vừa mới ăn xong là móc cái đó kiến là ra vậy đó. Vậy chắc chị Tường Minh cũng có một trong hai cái đó nên anh nghĩ Tường em Minh là thuộc nào, chạy vô red room để lén lén sửa soạn lại hay là ngồi tại đó? Rồi mình xin hết, mình chỉ có ý kiến kia thôi. Rồi cảm ơn dạ. Đây. Cảm ơn anh. Thế bữa nay anh Vũ Kiểm có ba người đàn ông giấu gọi tên vô hết. Mà còn cả nữa. Ba người không dám xưng tên, không dám xưng tên đâu. Sao anh? Cũng là một cái buồn người chỉ không dám điệu. Không nghe nó buồn anh hả? Mời 5968 giả cuối. Vâng ạ, tôi là cái người nói về anh Kiểm hồi nãy đó. Cô Mary phải không? Thế nào là đúng thì cứ hỏi anh Kiểm. Và tôi nghĩ rằng điệu quý vị không nêu ra những cái chi tiết thế nào là điệu, thế nào là quá lố. Tôi đúng nghĩ rồi. Rằng một người đàn bà điệu tức là người ta chăm chú lấy cái cách mà trang điểm với ăn mặc của người ta. Thí dụ điệu là thế nào? Điệu là khi người ta mặc áo xanh, người ta đeo hoa xanh. Đó là người ta kỹ càng hơn, gọi là điệu. Chứ có, thí dụ như có những người ta chỉ có mặc cái áo thôi, người ta không cần biết đeo cái hoa gì hết. Nghĩa là người ta tỉ mỉ hơn. Vâng ạ, tôi góp ý như thế. Con đồng ý với cô luôn. Dạ, đồng ý. Hai tay và hai chân. Này gọi là matching đó hả? Dạ, điệu rồi, người ta chăm chút từng cái chi tiết nhỏ, người ta điệu. Thôi hết giờ rồi, quý vị vẫn còn trên đường dây. Nhưng mà thôi, không có đủ thời giờ để tiếp chuyện quý vị nữa. Đến đây thì con gái là phải điệu. Người ta nói trăm năm trong cõi người ta hả? Đàn bà không điệu thì không ra đàn bà. Đúng rồi. Ông Kevin đây làm về ta. Ráng học điệu đi. Dạ. Ráng học điệu đi. Không biết là đàn ông có điệu không quý vị? Có. Thì bây giờ kỳ sau ông ngồi á, ông không có máy computer trước nhưng mà cũng giống không như có mắt vậy. Kiến. Lâu lâu cái sờ cằm cái, lâu lâu cái sờ má cái, lâu lâu cái nhướng tóc không cầm giác. Cái mà cô Tường Minh có đó mà sờ cằm sờ má thì mình chỉ có sờ cằm sờ má người khác thôi chứ mình đâu có sờ cằm sờ má mình làm chi? Cái đó thì không phải là điệu, cái đó là dê. Được biết. Đến đây thì may anh Kiểm anh ngồi xa đó, hồi nãy anh đòi ôm rồi giờ anh Kevin đòi sờ cằm sờ má nữa, em thấy rất là nguy hiểm. Thôi đến đây thì phải chia tay quý vị. Xin chào tạm biệt. Chúc quý vị có một ngày thứ sáu nhiều niềm vui và một cuối tuần sắp tới rất là vui vẻ bên cạnh người thân yêu. Chương trình này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1-855-990-9000, 1-855-990-9000 hoặc v247power.com. Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-5888. Oyster Max Go, sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình. VinashopTV.com.
1-855-855-5888. Hãy tiêm chủng đủ liều và mũi vaccine tăng cường để ngừa COVID-19 hoặc đi xét nghiệm ngay khi có triệu chứng. Nếu không phải làm cho bản thân thì hãy làm điều đó cho những người bạn yêu thương. Thông điệp đến từ Y tế Công cộng quận Harris. H-Mart, ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982.